Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn là bên Nghĩa Audio. Có nhiều bác con mình hỏi là bây giờ em muốn đánh một cặp súp 50. Súp kép 50 có nghĩa là hai súp kép 50 đóng là một thùng đấy các bạn. Thì công suất này mình đánh kiểu gì? Đấy, về con K8 này thì mình xin hướng dẫn cách để dồn kênh. Đánh để chuyển kênh 4 kênh thành 2 kênh để dồn kênh để đánh súp hơi. Con K8 nếu ở chế độ bình thường, chế độ stereo thì nó là 800W một kênh các bác nhé. Đây, công suất của nó là 800W một kênh này. Đấy là đấu ở bình thường. Khi mình dồn kênh thì công suất nó sẽ tăng lên gấp đôi của nó là 1.600 một kênh các bác nhé. Đấy. 1.600 một kênh nhân 2. Chế độ bình thường là 800W nhân 4. Đấy. Để chế độ bình thường này đây. Mắt đi ra đằng sau này nhìn này. Em đang cắm hơi nhiều à. Em rút bớt những cái này ra cho các bác dễ nhìn này. Bình thường thì nó là có 4 cái đường tín hiệu vào như này các bác nhé. Đấy, từ trên con vang xuống là có 4 đường này. Từ trên con vang xuống 4 đường nhé. Đó. 4 đường xuống đẩy đây. Đây là 4 đường xuống đẩy này. Đó. Nếu mà các bác rút ra để nhìn cho dễ. Đây các bác nhìn rõ không nhỉ? Đây là em đấu ở chế độ bình thường nhá. Bác để ý mấy cần gạt ở dưới này này. Đây. Trên này nó kẻ sơ đồ hết rồi các bạn. Đang để ở giữa này. Ở giữa là chế độ stereo các bác nhá. Mình gạt sang chế độ drift này. Đấy, đây. Là gạt sang drift này. Bên này cũng gạt sang drift này, nghĩa là bây giờ nó thành hai kênh. Đấy. Bây giờ bác bỏ hai cái đường tín hiệu vào này đi. Bây giờ nó sẽ thành đẩy hai kênh. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ở chế độ drift thì chỉ cắm một đường tín hiệu này. Đây, nó kẻ drift là vào cái cổng này. Đây, vào cái cổng D các bác nhé. Đây, bên này thì là vào cổng B này. Đấy, thế là để chế độ drift. Và cái dây của nó sẽ đấu như thế nào? Đây, nó kẻ sơ đồ đây. Ở chế độ bình thường thì là cực dương là màu đỏ, cực âm là màu đen các bác nhé. Đây là chế độ bình thường. Nếu như chế độ kia thì mình nó ghi là drift ở đây. Ở chế độ drift thì là đỏ trên là dương, đỏ dưới là âm. Đây lấy cái dây loa này. Lấy cái dây súp, bác tưởng tượng ra này là dây súp nhá. Thì mình đấu là ở trên là dương này. Đây em chỉ đấu là demo thôi các bác nhá. Các bác về nhà thì đấu cho nó chắc chắn thôi nhá. Còn dưới là âm này. Đấy. Thế là xong một chiếc súp kép đấy. Còn một chiếc bên này cũng làm tương tự như thế. Đấy, các bác cũng đấu ở trên là dương này. Ở dưới là âm này. Đấy. Xong. Đấy, các bác nhìn rõ không? Đấy, cái đấy cấp hai đường tín hiệu vào đây thì từ vang xuống nó cắm từ đường súp rồi của vang xuống nhá. Ở đây bắt đầu dây loa này đưa ra súp này để đánh. Nếu mà trường hợp các bác đấu bằng cái cổng Spectrum, nghĩa là cái cổng bên cạnh này này, cái cổng tròn tròn này nè, đây thì nó kẻ sơ đồ của bác đây. Ở chế độ stereo bình thường ấy thì các bác đấu là 1+1-. À, còn nếu mà chế độ drift thì các bác sẽ đấu là âm dương thì nó sẽ là dương là 1+, âm là 2-. À, các bác hình dung rõ không? Đấy. Và đấu lên cái cổng ở trên này, cổng C này. Cổng C này chính là đường ra nếu mà các bác để chế độ drift này. Bên này thì nó là cái cổng này. Cổng A này. Cổng A này chính là cái đường stereo ra đấy. Nếu các bác đánh là
bốn quả súp các bác nhé. Nếu các bác nào mà thắc mắc thì cứ liên hệ đến số điện thoại trực tiếp của em là 0935 73743, hoặc qua kênh YouTube là youtube.com/c/nghiaaudio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip lần sau.